Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sửa một ngón tay, à, một ngón đít bị gãy nha các bạn Ok, thì bây giờ thì mình đã lựa màu xong rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn một ngón tiếp lên Thì khi mà chúng ta gắn tiếp thì cũng rất đơn giản thôi các bạn Các bạn cứ nhỏ một giọt keo ngay chính giữa móng Và sau đó chúng ta sẽ ịnh cái móng lên Và như vậy là đã dán móng xong rồi các bạn Rồi, bây giờ đã xong thì chúng ta sẽ tiến hành đo các bạn nhớ là chúng ta phải đo cái ngón này và cái ngón bàn tay bên kia cho nó bằng nhau nha các bạn đo cho nó bằng cái đã rồi bây giờ nó đã bằng xong thì chúng ta sẽ tiến hành là dũa xếp thì các bạn nhớ nha trước khi chúng ta nhúng giấy thiếp thì bắt buộc các bạn phải dũa xếp trước dũa xếp để chi để cho móng của chúng ta nó thon gọn vào để một lát nữa chúng ta nhúng xong móng của chúng ta nó không có bị bè ra các bạn đó là một cái quá trình mà chúng ta nên thận trọng và chú ý khi mà chúng ta làm dip với tip. Chú ý là chúng ta nên đũa xếp trước và sau đó chúng ta hãy dip. Thì như vậy trong cái quá trình mà chúng ta dip á cái móng của chúng ta nó không có bị bè và nó không có bị thô các bạn, nó rất là gọn và nó rất là thon vào bên trong. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nhúng lớp base nha các bạn. Đối với móng dip với tip thì bắt buộc chúng ta phải có lớp base và đối với móng thiệt thì chúng ta cũng phải dip base nha các bạn. Đấy. Chúng ta dip một lớp base vào. Vì đây là móng gắn tip cho nên mình sẽ cần hai lớp base. Một lớp base là từ qua khỏi cái tip đã dán và một lớp nữa là cover nguyên một ngón. Đó là hai lớp base. Giống như trong cái video trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi trong cái quá trình mà chúng ta nhúng thì chúng ta có thể nhúng hai lớp base một lớp là nửa móng qua khỏi cái phần gián tiếp một lớp là phu móng và sau đó chúng ta sẽ tiến hành dip bốn lớp màu hoặc là bốn hoặc là năm lớp màu tùy theo cái bộ cái độ lòi lõm của cái ngón tay mà chúng ta có thể nhúng các bạn thường thì trong cái quá trình mà chúng ta sửa một ngón nó sẽ lâu hơn là làm sửa <laughs> nó sẽ lâu hơn là làm 10 ngón tay vì sao vì các bạn phải đợi cho bần bột nó khô thì chúng ta mới nhúng được cái lớp tiếp theo nếu như mà bột nó không khô thì các bạn nhúng lớp tiếp theo tiếp theo nữa thì nó sẽ không khô nó sẽ rất là lâu khô ấy vì vì chúng ta phải thận trọng và chú ý phải để ý coi là cái bột nó khô chưa nếu khô rồi thì các bạn có thể nhúng được lớp tiếp theo nếu không khô thì phải đợi cho khô và chúng ta nhúng và nhớ mỗi một cái nước mà chúng ta làm mỗi một cái bước chúng ta điếp thì các bạn nhớ phải phủi cho sạch cái phần bột trên móng đi để chi để nó không có dính vào trong cái cọ của chúng ta đó là một cái phần mà để chúng ta có bảo vãn được cái chai của chúng ta làm rồi bây giờ thì mình sẽ đếm một lớp tiếp theo nữa ấy thì tùy nhé các bạn thường á là mình sẽ đếm bốn lớp và hoặc là năm lớp thì tùy theo cái cái móng của người khách thôi nếu như mà móng mà nó có loại lõm nhiều quá thì các bạn phải nhúng tới 5 nước và nếu mà móng mà không có lõm nhiều thì các bạn có thể nhúng 4 nước là ok rồi bốn nước thì chúng ta cộng thêm hai lớp base bên dưới nha các bạn cái này là mình đang nói về cái phần màu bên trên thôi mình không có nói về phần bột base bên dưới thì bột base bên dưới là mình nhúng hai lớp rồi một lớp là nửa móng và một lớp là phu móng và các bạn cũng nên nhớ một điều tùy thuộc vào cái chai mà chúng ta nhúng cái chai bây của chúng ta nhúng mà nó đặc quá thì các bạn nên thận trọng một tí vì nếu mà nó đặc thì cái phần bột của chúng ta nó sẽ lâu khô hơn các bạn đó rồi bây giờ mình đã nhúng xong thì các bạn bỏ thêm một lớp khô lên rồi bỏ một nước số 3 lên nè các bạn rồi nước số 3 lên xong để cho cái móng này nó khô đi rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành Giữa xếp và chạy máy thì hôm nay mình chỉ làm cái video này sửa một ngón thôi nha các bạn sửa một ngón để cho các bạn coi thì có nhiều bạn hỏi là trong cái quá trình mà làm mà chúng ta sửa một ngón thì quá trình như thế nào đấy các bạn thấy mình dùng dũa để gõ nhẹ vào trên ngón tay của khách gõ nhẹ trên móng tay để chi để khi mà các bạn nghe được cái độ giòn ở trên móng á, là cái phần móng nó đã khô rồi mà các bạn gõ lên mà các bạn không nghe được cái độ giòn đó thì coi như là cái móng nó chưa khô các bạn đừng nên cố gắng dũa vì khi mà các bạn cố gắng dũa cái màu nó sẽ bị chóc ra nhìn nó rất là xấu và nó bị nhìn cái ngón tay nó bị lỗi ngay lập tức, đó cho nên các bạn phải nên thận trọng và chú ý nếu như mà bột nó chưa khô thì khoan hãy dũa. rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dũa xếp đó các bạn, thì người khách này họ muốn vuông thì chúng ta dũa vuông thôi, vuông và tròn hai góc nha các bạn. thì lúc mà chúng ta dũa xếp này nè, cái phần mà dũa xếp nó cũng rất là quan trọng, các bạn cố gắng cầm cái dũa xếp làm sao mà cho nó lên tận bên trên để chi để cho nó tách được cái phần bột hai bên ga giống như những cái video mà về cái phần mà dũa à, dũa xếp cho những cái ngón tay bột mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi thì các bạn nên xem lại những cái video đó nếu mà các bạn chưa hiểu ok thì chúng ta chạy máy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chạy vòng da trước và khi chạy vòng da các bạn nên cố nên chú ý một tí là cố gắng chuối ngón tay khách xuống Để chi? Để chuối ngón tay khách xuống Thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng đưa được cái đầu dũa vào bên cái phần nghịch tay Để chúng ta dũa được sạch cái vòng da Phần nghịch tay là phần nào? Phần nghịch tay là cái phần mà các bạn đang cầm cái tay dũa để dũa đó à, Cầm cái máy dũa đó các bạn Cái tay của máy dũa để dũa chứ không phải là tay của khách Tay của máy dũa để dũa thì đó gọi là phần nghịch tay vì cái phần nghịch tay thường các bạn không nhìn thấy được cái vòng da cho nên phải cố gắng chuối tay khách xuống và nghiêng theo cái độ nghiêng vừa phải để chúng ta có thể nhìn thấy được cái vòng da và đưa đầu dũa vào trong đó để dũa rồi bây giờ đã xong rồi các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ việc bóp phờ xong rồi thì chúng ta chỉ việc phủi bụi phủ bụi xong và các bạn nhớ mình luôn luôn lúc nào mình cũng bỏ một lớp số 3 trước và sau đó mình sẽ bỏ một lớp top lên bỏ một lớp top lên rồi mình sẽ đợi một tí xíu cho nó khô thì sau khi đợi một tí xíu cho nó khô rồi các bạn tiếp tục bỏ thêm một cái nước số 3 lên cho mình vì sao vì khi mà nước số 3 lên nó làm lớp thấp bên dưới nó mau khô hơn đấy và sau đó chúng ta bỏ thêm một lớp nữa thì cái lớp thấp bên dưới nó đã ngấm vào trong cái phần bột nó làm cho cái bột nó đã mịn rồi thì các bạn bỏ thêm một lớp nữa lên thì cái phần top bên trên nữa nó sẽ càng mịn thêm nữa ok thì video này mình tạm dừng lại đây nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye